Thầy xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng gặp nhau qua tiết tự làm văn của tuần 35, tuần cuối cùng của năm học lớp 5. Đó là bài luyện tập. Và đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ nhắc lại sơ về cấu tạo của bài văn tả người. Bài văn tả người thì cũng gồm có 3 phần. Mở bài là giới thiệu người định tả. Phần thân bài thì tả đặc điểm nổi bật của ngoại hình và tả tính tình, hoạt động. Và phần thứ ba là phần kết bài, nêu cảm nghĩ với người được tả. Và đề bài cụ thể của hôm nay của chúng ta sẽ là: em hãy miêu tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài nhé. Và như vậy thì chúng ta có cái dàn bài chung là bài văn tả người thường có 3 phần. Phần thứ nhất, mở bài sẽ giới thiệu người định tả. Phần thân bài chúng ta sẽ chia làm hai đoạn để cho cái bài văn của chúng ta nó rõ ràng và người đọc người ta có thể hiểu được nội dung viết của mình. Rồi phần A, đoạn A, mình sẽ tả ngoại hình về đặc điểm nổi bật về tầm vóc nè, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng vân vân. Và ở đoạn thứ hai, đoạn B, chúng ta sẽ tả tính tình, hoạt động bao gồm có lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác vân vân. Và đến phần cuối cùng là phần kết bài sẽ nêu cảm nghĩ về người được tả. Và bây giờ các bạn sẽ dựa vào cái dàn bài chung này để chúng ta lập dàn ý cho cái bài văn, cho cái đề bài mà thầy vừa nêu. Và bây giờ thầy mời các bạn cùng lấy giấy bút ra để chúng ta tự lập một cái dàn bài. Thì sau đó chúng ta sẽ thực hành dựa vào cái dàn bài để chúng ta viết một bài viết hoàn chỉnh. Và để các bạn lập được cái dàn bài cho nó dễ thì chúng ta sẽ có phần tìm ý cho bài văn. Thì phần mở bài thì các bạn nên cần làm là gì? Người được em tả tên là gì? Em quen biết từ khi nào? Và hoặc là người em tả đã để lại cho em ấn tượng và tình cảm gì? Ở phần thân bài thì chúng ta sẽ tả ngoại hình, chúng ta sẽ chọn rất nhiều đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất nè, đặc điểm thứ hai vân vân. Và các bạn chú ý là mỗi đặc điểm chúng ta thường gắn với một bộ phận của ngoại hình như là khuôn mặt nè, mái tóc, đôi mắt, trang phục vân vân. Và các đặc điểm được tả có thể là đường nét hoặc là màu sắc hoặc là nét hấp dẫn của bộ phận ngoại hình được tả. Và nhiều khi đặc điểm ngoại hình nó gợi ra cho chúng ta thấy được cái tính tình của người được tả luôn. Và kế đó là phần tả hoạt động thì chúng ta sẽ hệ thống lại nó gồm có những hoạt động như thế nào. Ví dụ như hoạt động thứ nhất là hoạt động gì, hoạt động thứ hai vân vân. Và phần này thầy cũng có lưu ý là các bạn có thể tả hoạt động cụ thể của người đó và từ đó chúng ta sẽ nói lên tính tình của người tả. Và em cũng có thể nêu nhận xét về tính tình của người được tả và sau mỗi nhận xét thì chúng ta sẽ nêu những hoạt động cụ thể để dẫn chứng về cái nhận xét mà mình đã nêu. Bên cạnh đó thì chúng ta phải chọn cái lời văn miêu tả sao cho thể hiện được tình cảm và cảm xúc của mình. Đây là cái điều rất là quan trọng trong một bài văn tả người để người đọc có cảm nhận được cái tình cảm của mình dành cho cái người được tả như thế nào. Và tới phần cuối cùng là phần kết bài, chúng ta sẽ nêu ảnh hưởng của người được tả đối với em, tình cảm của em đối với người được tả. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có thể nêu thêm những suy nghĩ khác của em về người được tả. Như vậy thầy vừa gợi ý cho các bạn cách lập một cái dàn bài cho cái đề bài hôm nay. Và các bạn cần chú ý thêm một điểm là mỗi đặc điểm nó thường gắn với một bộ phận của ngoại hình. Rồi các đặc điểm nó được tả có thể là đường nét, màu sắc, nét đặc
biệt nổi bật của bộ phận ngoại hình được tả. Và nhiều khi đặc điểm ngoại hình nó gợi ra tính tình của người được tả. Và đây là những cái điểm rất là quan trọng, mấu chốt để các bạn làm thành công được một bài văn. Vì vậy cho nên các bạn phải đặc biệt lưu ý vào những cái đặc điểm này mà thầy vừa nêu. Ví dụ như là gương mặt bà hiền hậu, tiếng nói nhẹ nhàng của bà nghe ấm dịu vô cùng. Tay bà khéo léo, dịu dàng, ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, 10 ngón tay, ngón nào cũng như biết nghe, biết nói. Bà không thái rau, thái củ mà bà tỉa, đĩa xào đủ màu sắc, gia vị, đủ các loại hình con giống, các loài hoa, món ăn vừa thơm ngon, vừa bắt mắt. Đó, đây là các bạn thấy rằng qua cách tả này chúng ta lại thấy được cái gì? Tình cảm của cái người tả dành cho người bà của mình. Ha. Và như vậy các bạn cần phải lưu ý. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể tả các hoạt động cụ thể của người đó và từ đó ta nói lên tới tính tình của người tả. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể nêu nhận xét về tính tình của người được tả. Và sau mỗi nhận xét thì nêu những hoạt động cụ thể làm dẫn chứng. Và chúng ta nên chọn lời văn miêu tả sao cho thể hiện được tình cảm và cảm xúc của mình. Và tránh chúng ta cái cách viết và chúng ta liệt kê sự việc ra. Hoặc là chúng ta kể làm cho bài văn chúng ta bị dông dài và nó thiếu sự hấp dẫn. À, các bạn có thể xem cái mẫu như sau. Cô Vân Anh của em là một cô giáo dạy giỏi. Cô chỉ chuyên dạy lớp 1. Được học cô, chúng em đứa nào cũng thích. Cô vừa viết chữ thật đẹp. Khi cô viết, cánh tay mảnh dẻ, mềm mại, đưa những nét tròn, nét khuyết. Chữ O của cô thật tròn như quả trứng gà. Còn chữ M, chữ N thì mềm như dải lụa. Đấy, bạn thấy không? Tình cảm của bạn này dành cho cô giáo này rất là nhiều. Và bây giờ các bạn xem lại cái dàn bài này để các bạn làm cái dàn bài riêng cho bản thân mình rồi thầy sẽ để đây cho các bạn trong thời gian để 15 phút để các bạn viết cái dàn bài này. À, như vậy thì sau khi các bạn dựa vào những gợi ý này các bạn lập dàn bài thì thầy cũng có một cái bài mẫu giúp các bạn tham khảo để các bạn biết được cách là ta làm thành bài văn hoàn chỉnh từ một cái dàn bài mà mình vừa lập. Dụ như phần mở bài, hạnh phúc khó khăn hơn mọi điều con đã thấy, nhưng là con giành lấy từ hai bàn tay con. Giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của cô Dung ngày hôm ấy khi dạy bài tập đọc sang năm con lên 7 lại thi thoảng vang lên trong tâm trí em. Cô Dung là cô giáo dạy em môn tiếng Việt từ hồi lớp 4 cho tới bây giờ. Mỗi một bài giảng của cô đều khiến chúng em hiểu bài một cách sâu sắc và thêm yêu văn chương. Trong đó bài sang năm con lên 7, hình ảnh cô đang say sưa giảng bài thực sự là một tiết học mà em không sao quên được. Và chúng ta sẽ sang phần thân bài. Giờ học ngày hôm ấy, cô Dung mặc một chiếc áo dài màu trắng tím, vừa nhẹ nhàng, thanh thoát lại dịu dàng. Mái tóc dài đen mượt của cô được cô tết lại một nửa, vừa gọn gàng lại không làm mất đi nét nữ tính. Đôi dép cao gót lại càng làm tôn lên dáng người cao ráo, mảnh khảnh của cô. Cô đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, từ bục giảng xuống dưới, tỉ mỉ quan sát chúng em học hành. Cô có đôi mắt to và đen. Mỗi lần cô giảng bài, em thích nhìn vào mắt cô, thấy long lanh, lấp lánh, như có cả ngàn sao trong đôi mắt. Khuôn miệng cô chúm chím, cô chỉ cần cười lên là mọi căng thẳng, áp lực vì việc học của chúng em cũng vì thế mà tan biến đi. Tiết học ngày hôm ấy, học bài thơ sang năm con lên 7, vẫn như mọi lần cô viết từng nét chữ to, rõ ràng trên đề bài và nội dung bài học. Một tay cô cầm quyển sách,
Một tay cô cầm viên phấn, giọng nói truyền cảm bắt đầu cất lên, giảng cho chúng em biết bao điều hay ở trong bài thơ. Những hình ảnh tuổi thơ trong sáng, thuần khiết hiện ra, rồi cả những đổi thay khi mỗi chúng ta đã trưởng thành, tất cả đều như được hiện lên thật sinh động thông qua những lời cô giảng. Em vừa cặm cụi ghi chép, vừa luôn ghi nhớ tất cả những lời cô nói vào trong đầu. Và đây là phần kết bài. Em yêu cô Dung của em nhiều lắm. Em biết sao, sau này em cũng làm cô giáo như cô. Còn bây giờ thì em sẽ luôn học thật giỏi để xứng đáng là học trò ngoan của cô. Cô Dung của em thật đẹp, như hình ảnh cô giáo trong bài thơ em yêu thích. Cô giáo em hiền như cô Tấm, giọng cô đầm ấm như lời mẹ ru. Cô giáo đưa mùa thu đến với những quả vàng chín mọng. Vâng, cô đã đưa chúng em đến với chân trời mới lạ của tri thức, đưa chúng em đến với bao quả vàng chín mọng của ước mơ. Em ước sao sau này em cũng được làm cô giáo như cô, được mọi người yêu quý như cô. Còn bây giờ thì em sẽ luôn cố gắng học thật giỏi để xứng đáng là học trò ngoan của cô và để cô luôn vui lòng. Và cái phần kết bài này thì thầy có giới thiệu với bạn hai cách kết bài. Một cách là kết bài không mở rộng, còn một cách kết bài là kết bài mở rộng, thì làm cho bài cái phần kết của mình đó để lại ấn tượng nhiều hơn. Và như vậy thì thầy vừa giới thiệu với các bạn về cách mà chúng ta hành văn, chúng ta lấy ý từ dàn bài mà chúng ta lập để tạo thành một bài văn hoàn chỉnh, hiệu quả. Và như vậy thì tiết học này là kết thúc, và thầy chúc các bạn là ngày càng viết văn hay hơn, ha, giỏi hơn, và thầy tạm biệt các bạn.